ngày 23 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt ấm tình quê hương với đại diện trí thức, doanh nhân tiêu biểu, chức sắc các tôn giáo, đại diện thanh niên, sinh viên và người mang hai dòng máu Việt-Mỹ tại Hoa Kỳ. Đây có lẽ là cuộc gặp mặt đặc biệt nhất của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với lãnh đạo Đảng và Nhà nước sau gần 2 năm đại dịch COVID-19, mà Hoa Kỳ, trong đó có New York, là một trong những tâm dịch lớn nhất thế giới. Là nếu trước đây, đồng bào trong nước hết sức lo lắng cho bà con ở Hoa Kỳ trong đại dịch, thì giờ đây, đông đảo bà con ở đây lại đang có nhiều đóng góp giúp đồng bào ở nhiều tỉnh thành phía Nam chống đại dịch. Khi xảy ra COVID, đường hô hấp sẽ bị thâm nhập trước tiên. Vì vậy là chúng tôi nghĩ rằng không có vaccine thì trà thở là một trong những cái thiết bị cần thiết để giúp cho những người mà không may bị COVID thì có thể là sẽ không bị nặng. Những người mà bị nặng nằm ở trong bệnh viện thì vừa hết thì có thể là vẫn cần tiếp tục có những cái máy oxy để mà trợ thở cho họ, để mà nhường lại những cái giường bệnh tại những bệnh viện cho những bệnh nhân khác. Xúc động trước nghĩa đồng bào, tình quê hương của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hỗ trợ đồng bào trong nước chống đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ với bà con về việc Đảng, Nhà nước và hàng chục nghìn bác sĩ, nhân viên y tế cùng các lực lượng quân đội và công an đang ngày đêm giúp đồng bào ở các tỉnh phía Nam chống đại dịch COVID-19, bảo vệ sinh mạng và sức khỏe cho nhân dân. Sức mạnh này được nhân lên khi đồng bào ở trong nước nhận được sự hỗ trợ của đông đảo kiều bào ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Khi một cái câu chuyện nào đó xảy ra trên quê hương chúng ta một cách đau lòng á, thì cái sức mạnh của đồng bào ta, của dân tộc ta lại bừng lên mạnh mẽ. Mà đặc biệt là bà con Việt kiều xa tổ quốc thì cái tình yêu ấy, trách nhiệm ấy của bà con ngày càng rất thấm đậm. Có nhiều người với nhiều cái hình ảnh, nhiều cách làm rất phong phú. Cái đấy mới là cái đáng quý của một dân tộc anh hùng chia sẻ ngọt bùi lúc khó khăn. Tôi xin chia sẻ và biết ơn những cái cử chỉ, những hành động đáng trân trọng đó của tất cả bà con chúng ta. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đỉnh dịch COVID-19 ở một số tỉnh thành đã qua đi. Tuy nhiên, khó khăn thách thức thì vẫn còn ở rất nhiều vì số người mắc mới được ghi nhận vẫn còn cao, đi cùng với tỷ lệ người trở nặng và tử vong vẫn còn nhiều. Không ít gia đình vẫn còn rất khó khăn nên cuộc vận động quyên góp của kiều bào ở Hoa Kỳ cũng như ở các nước khác vẫn cần kịp thời hơn nữa để cứu chữa những bệnh nhân COVID-19 nặng cũng như hỗ trợ những gia đình khó khăn. Sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần phải có chính sách để giữ gìn văn hóa, giữ gìn tiếng Việt, đặc biệt là việc tiếp nhận ý kiến, đề xuất của trí thức và chuyên gia Việt kiều về những vấn đề mới. Đi cùng với nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về vấn đề quốc tịch Việt Nam.